Làm mật ong giả, lời kể trợ người của người hành nghề 30 năm. Suy dinh dưỡng, tăng cân, béo phì. Nguy hiểm hơn nữa, nếu dùng trong thời gian dài có thể gây hại đến não bộ, khiến thần kinh không ổn định, khó ngủ, hoặc nặng nhất là ảnh hưởng đến tâm thần. Đó là những mối nguy hại khi sử dụng mật ong giả mà nhiều người tiêu dùng khó phân biệt ra. Nhất là thị trường hiện nay, thủ đoạn hô biến hàng giả thành hàng thật ngày càng tinh vi. Dưới đây là lời kể của một người hành nghề 30 năm làm mật ong giả. Đó là cụ bà Hoàng Thị V, sống tại thôn Án Thượng, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Theo lời kể của cụ, đa phần mật ong giả bán ở khu vực Thanh Xuân Bắc và Hà Đông được rất nhiều thế hệ người Hà Nội săn đón, tự tin về mật giả giống thật đến 99%. Cụ V tự hào chia sẻ: 30 năm nay tôi đi bán chưa từng bị phát hiện lần nào, phần vì làm giống thật, nắm được nhiều mánh, phần vì tôi già cả, trông có vẻ chân chất. Ai cũng nghĩ tôi là bà lão thật thà có chút quê mùa, thành ra họ tin và mua nhiều lắm. Không khỏi rùng mình trước lời tâm sự của cụ, phóng viên báo Lao Động tiếp tục đóng giả con buôn, chơi sộp để lấy sự tin tưởng của cụ. Thấy không có gì đáng nghi, cụ V tiếp tục mạnh dạn chia sẻ: tôi đi xe buýt lên Hà Đông bán mật ong nấu. Có khi đi xe buýt nhờ người ta khiêng hộ cả can 40 lít, bán hết vèo. Khách theo về tận nhà đòi mua, sau vài lần mua hàng bỏ mối. Sau đó, cụ còn hào phóng hướng dẫn luôn bí kíp làm mật giả. Nguyên liệu gồm có đường kính, một ít mật ong thật, một túi bột màu trắng mà bà giới thiệu là hàng the, cùng vài thứ nguyên liệu khác. Bắt tay vào làm, cụ V chia sẻ: đun sôi một nồi nước giếng này, bỏ đường vào, nổi lửa, khuấy đều lên. Bao giờ thấy nước đường chuyển sang màu cánh gián, đang khuấy mà nhấc đũa lên, thấy mật có độ dính bám chảy đều thì dội lửa, đợi nó nguội thì đổ ra chai. Nhớ là khi đổ mật giả gần đầy thì dừng lại, để một đoạn thổ chai để đổ mật ong thật vào. Mục đích là khi khách hàng muốn nếm thì họ uống dính mật thật, tinh sái cổ. Cụ V cũng lưu ý, sau khi đổ một ít mật thật lên cổ chai, cần bôi thêm sáp ong, rồi thả vào mấy con ong chết để trông giống mật thật. Vậy là chỉ vài chục nghìn đồng, 5 chai mật ong như thật ra lò, bán rẻ ra bên ngoài cũng được hơn 1 triệu đồng. Cụ V chia sẻ, 30 năm qua, người ta vẫn uy tín tìm mua mật giả của tôi, là vì họ dùng mà không phát hiện ra, càng dùng càng mê. Không chỉ cụ V mà cả một thôn Án Thượng ngày xưa rất đông người làm nghề mật ong giả. Nhưng do người tiêu dùng ngày càng thông minh hơn, nên chỉ có một số hộ là vẫn tiếp tục hành nghề. Ghé qua một vài hộ làm mật giả, nhiều hộ còn cho biết, họ không cần dùng nước đường mà dùng nước lã nấu với hóa chất, sau đó cũng phủ lên cổ chai một ít mật ong thật và sáp ong, đảm bảo khách hàng dù có ngửi hay nếm cũng bị lừa. Nhiều hộ để thuyết phục lái buôn mua hàng, còn tự tin lấy hai chai mật ong thật và giả cho khách so sánh, đố biết đâu là thật, đâu là giả. Hai người phụ nữ bán mật giả còn mạnh dạn đề nghị, mẻ này tôi vừa nấu xong, chưa cho hương liệu hay bôi sáp ong lên làm giả đâu, vậy mà nếm thử đi, y như mật thật. Tôi nấu và bán đồng hạng 100.000 đồng một lít. Với giá này, nhiều tư thương có mua đi bán khắp nơi giá từ 200 đến 400.000 đồng một lít. Không chỉ sản xuất mật giả, quá trình quảng bá của những hộ bán mật giả còn đáng sợ hơn. Để dễ lừa khách hàng, họ thường sử dụng chiêu trò tâm lý để lừa gạt. Mật giả thường được bán cho các lái thương là những người ở vùng cao, nơi có đông khách du lịch lui tới, như dọc đường từ Xuân Mai lên Hòa Bình, hoặc Sapa, Mèo Vạc, Đồng Văn, Mường Lát, Kỳ Sơn, Xín Mần, Hoàng Su Phì, Mường Tè, Mường Nhé. Những người trong chân chất, khù khờ, nói tiếng Kinh chưa sỏi, đánh tâm lý người dùng. Còn một chiêu cao tay hơn là nếu bán mật trẻ thì dễ bị nghi ngờ, nên họ thường bán với giá đắt gần ngang ngửa với mật ong thật. Thế là nhiều khách hàng cứ nghĩ mình tìm được của ngon, cứ thế mà mua về để biếu hoặc cho người thân. Một người bán mật giả tiết lộ, em phải bán lên vùng cao mới dễ lừa khách mua, bán giá cũng phải cao, vì bán trẻ là người ta nghi ngờ. Em cũng có thể mang vào các cơ quan, bán trẻ cho họ đóng thành túi quà, tặng đối tác. Chứ quà cáp ùng ùng lấy đầu ra mật ong trừng, đánh vào lòng tham thì trận nào cũng thắng. Có chất chống đông, có thương hiệu rồi, thì để cả năm mật vẫn vàng ống, chảy mịn như dầu luyên. Không riêng Hà Nội, tại các tỉnh phía Bắc như Thanh Hóa, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang cũng tràn lan mật giả bày bán ven đường. Vậy hậu quả cho điều này là gì? Chính là người bán thì cứ giàu, còn người mua thì rước độc vào người. Mật giả chủ yếu được làm từ hỗn hợp đường cát, sucrose, muối, cộng thêm nước mía sên đặc, nước đường pha phèn chua. Trong đó đường cát khi sử dụng nhiều sẽ gây ra nhiều bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch. Còn phèn chua là hỗn hợp kết tủa của muối sinh phát từ nhôm, sắt hay còn gọi là muối kép. Chúng được người bán dùng với mục đích chống vón đường. Nhưng phèn chua chỉ được sử dụng để khử trùng, lọc nước, còn trong thực phẩm thì hoàn toàn bị cấm. Tác hại chỉ có thể nói đến đây, bởi một khi chưa có sự cố được cho là nghiêm trọng, thì mật ong giả,
và vô vàn thứ hàng giả khác vẫn sẽ là chuyện thường ngày ở huyện. Người mua cứ vô tư mua và người bán cứ vô tư bán. Vì đó là sản phẩm của một hệ thống lỏng lẻo về quản lý, yếu kém về giáo dục, đã phá vỡ nhân cách của người bán và xóa nhòa sự thông thái của người mua.